Xin chào các bác đến với kênh YouTube Cao JBL Hoàng Mai nhé. Một kênh chuyên cung cấp các thiết bị âm thanh mỹ bãi pro, hàng chuyên nghiệp, hàng biểu diễn ca hát các bác nhé. Hôm nay em lại review cho các bác một đôi sub M Pro 418S. Và đây là nội thất của em đó thôi. Nhà em thì nó hơi bị hẹp cho nên là phải để so le này một chút, không thể làm để thẳng hàng được. Đây là nội thất của em nó đó các bác này. Nó đẹp khủng khiếp luôn. Súp này 518 là không có cửa so đó các bác nha. Các bác nhìn cái củ để các bác biết gấu nào rồi. Nó là dùng củ bát 2241 GBL. Nhưng nó mới gần như là mới cứng này, bãi nó phải ra bãi này các bác nha. Đây này, keo nhựa không đưa được vào. Nhìn rõ không? Mình quay hơi vất bát của nó đây các bác nhá. Còn dưới đây thùng này đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Về với Cam CBL Hoàng Mai là chỉ có đẹp xuất sắc thôi nhá, không có cái chuyện mà hàng không đẹp mà em nhập về đâu, cho nên là các bác cứ yên tâm tuyệt đối về lòng thủ nội thất. Nói chung là chả có gì đâu mà chê đâu. Có cái là em mở cái nội thất để cho các bác ở xa các bác biết được. Còn thủ của nó thì bình thường một củ bên này cũng vậy nha các bác nhá. Nó cũng thế thôi. Keo nhẹ như vậy thôi. Nói chung là súp này chơi gia đình một quả thôi, cũng chả cần nhiều đâu. Vâng, clip nhanh gửi đến các bác là em đang sở hữu một đôi súp như vậy. Bác nào quan tâm thì liên hệ Cam JBL Hoàng Mai nhé. Và hãy đăng ký kênh Cam JBL Hoàng Mai để có các sản phẩm mới nhất cập nhật lên kênh các bác nhé. Vâng, một lần nữa em xin cảm ơn tất cả các bác.